mừng anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, trang mạng uy tín chuyên bán nhà bán đất khu vực Đức Hòa Long An. Gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh cảm thấy rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị, quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc việc sống. Trong video ngày hôm nay, Biển Xanh sẽ chia sẻ đến quý anh chị, quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một căn nhà một trệt một lầu đổ tấm thật, nhà đã hoàn công đầy đủ, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, nằm ở khu vực vị trí đông dân cư nhất dự án. Khu vực này thì rất là hiếm sản phẩm, rất là ít người bán quý anh chị nhé. Đây là cái vị trí khá là đặc biệt để chúng ta có thể quan tâm mua an cư lập nghiệp cũng như đầu tư sinh lời. Căn nhà vừa mới xây dựng xong, diện tích là 4 x 16, tổng diện tích đất là 64,1 m², tổng diện tích sàn đã hoàn công là 107,5 m² quý anh chị nhé. Căn này là hướng Tây, rất là phù hợp cho những quý anh chị mà thuộc mệnh Tây tứ trạch, nằm ngay ở khu vực rất là đông dân cư, nhà cửa gần công viên, kênh du lịch sông Trăng. Và đây chính là phía bên ngoài của căn nhà quý anh chị nhé. Nhà vừa mới xây dựng xong, khá là kiên cố, và bên ngoài thì anh chủ cũng rất là cẩn thận làm cho chúng ta, đó là cổng sắt. Có 2 trụ cổng thì có ốp đá hoa cương cực kỳ là đẹp. Cái màu nhà của căn này nó cũng rất là nền nã, rất là hài hòa quý anh chị nhé. Và xin mời quý anh chị cùng quý nhà đầu tư mình di chuyển vào bên trong để chúng ta khám phá căn nhà này. Phía trước là một khoảng sân cho chúng ta để xe khá là thoải mái quý anh chị nhé. Nhìn nó không có bị bí, căn nhà rất là thoáng. Và quý anh chị mình mua về, nếu mà mình muốn cái sân này nó mát thì mình có thể lợp cái mái tôn ra quý anh chị. Phía trước là cửa kính nhôm xingfa cao cấp. Và ở ngoài này thì cũng có gắn cho chúng ta vòi nước rồi, cho nên là muốn rửa xe ở phía ngoài này cũng rất là dễ. Bước vào bên trong là khu vực của phòng khách. Sàn thì lát gạch bóng kính 3D cho chúng ta, mà tường cũng có lát gạch men lên nửa tường quý anh chị nhé. Rèm cửa chống chói cao cấp, đèn LED, đèn chùm pha lê tiết kiệm điện tối đa là đã lắp sẵn cho chúng ta. Nhà điện nước đầy đủ, nước trong khu này chúng ta sử dụng là nước máy quý anh chị nhé. Mình mua căn này là chỉ việc xách vali lên là dọn vào ở ngay. Đi vào bên trong là khu vực của phòng bếp. Ở đây thì quý anh chị có thể đặt tủ lạnh vào cái góc này, đặt bàn ăn ở đây, tủ bếp cũng được anh chủ là gắn sẵn cho chúng ta. Và giá của căn này là 1.750.000.000, giá chốt không thương lượng, chỉ bao toàn bộ chi phí sang tên thôi quý anh chị nhé. Và ở đây là khu vực giếng trời để chúng ta lấy nguồn ánh sáng và gió từ bên ngoài vào cho căn nhà nó trở nên thoáng đãng hơn. Nhà tắm và WC quý anh chị. Sổ hồng riêng đã hoàn công đầy đủ, và trong nhà tắm thì anh chủ cũng lát gạch men lên trên cao luôn, cho nên là nó rất là sạch sẽ quý anh chị nhé. Với 1.750.000.000 cho căn nhà ở khu vực hiếm sản phẩm đông dân cư, và diện tích là 64,1 m², diện tích đất, diện tích sàn là 107,5 m². Giá như thế này thì quý anh chị có thể sở hữu. Biển Xanh thấy là mình mua căn này được đúng không chị nhé. Trụ cầu thang là bằng gỗ, kính cường lực 10 ly và bậc cầu thang là lát đá hoa cương. Hướng Tây quý anh chị nhé, cho nên là khá là phù hợp cho những quý anh chị nào mà đang tìm những căn nhà hướng Tây mua để an cư lập nghiệp. Những quý anh chị mà thuộc mệnh Tây tứ trạch thì mình rất là phù hợp. Và trên lầu 1 chúng ta có tới 3 phòng ngủ quý anh chị nhé. Đây, phòng ngủ thứ nhất, hệ thống dây ống đồng máy lạnh thì anh chủ cũng gắn sẵn cho mình rồi. Người này là cái cửa thì mình có thể mở ra, mình leo lên trên lò mái mình coi cái bồn nước đúng không chị. Phòng ngủ thứ nhất nào, phòng ngủ thứ hai. Nhà một trệt một lầu 3 phòng ngủ, cho nên cũng khá là tiện lợi cho những quý anh chị hoặc là cô chú nào mà mua an cư lập nghiệp. Đây, phòng ngủ thứ 3 quý anh chị nhé, khá là giống nhau. Và phía bên ngoài là ban công, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, dân cư đông nghẹt rồi quý anh chị. Đường nhựa, nước máy, vỉa hè, cây xanh, sổ sách, pháp lý rõ ràng, nhà đã hoàn công đầy đủ. Chỉ có 1.750.000.000 và giá này là giá chốt không thương lượng quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn đang xem được video của Biển Xanh, thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình đang tìm kiếm, phù hợp với quỹ tài chính của mình và yêu thích vị trí căn nhà này, thì hãy nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 037 730 4018. Biển Xanh sẽ hướng dẫn quý anh chị mình tận tình chi tiết để mình sớm tìm ra những vị trí an cư lập nghiệp cũng như là đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống quý anh chị nhé. 1 tỷ 750 triệu là quý anh chị sở hữu và dọn vào ở liền trong căn nhà mới xây như thế này, rất là kiên cố. Diện tích đất là 4 x 16, tổng diện tích đất là 64,1 m² và nhà đã hoàn công, tổng diện tích sàn là 107,5 m², hướng Tây. Và nó nằm ở vị trí ngay từ kênh du lịch chúng ta chạy vào là một đường thẳng, chứ không có phải rẽ lòng vòng quý anh chị. Cho nên Biển Xanh mới nói căn nhà này quý anh chị mình bỏ ra 1 tỷ 750 triệu mình mua cũng khá là xứng đáng đồng tiền. Nhà rất là kiên cố và chất quý anh chị nhé. Dân cư rất là đông. Chúng ta cùng ngắm nhìn lại một lần nữa phía bên ngoài của căn nhà. Một trệt, một lầu đủ tấm thật quý anh chị. Sổ hồng riêng đã hoàn công đầy đủ, pháp lý minh bạch rõ ràng. Từ ngoài kênh du lịch sông Trăng chúng ta chạy vào đây là một con đường thẳng chạy thông chứ không phải là nhánh xương cá. Và chạy thẳng ra phía đằng trước nữa thì sẽ là ra khu vực mở rộng 49 hectare quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị, quý nhà đầu tư nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi nhiều clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị, quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.